Kính thưa quý vị, có hai điều khiến cho từng đường đi, nước bước của một quốc gia dù là nhỏ nhất cũng được để ý, đem ra để mổ xẻ. Đó chỉ có thể là vì quốc gia này hoặc là được yêu quý hoặc là bị ghen ghét. Nhưng tiểu chung thì yêu quý hay ghét bỏ thì cũng phải mang lại lợi ích nhất định cho đối phương thì cũng mới thu hút được sự chú ý của họ. Với vị trí địa chính trị quan trọng bậc nhất khu vực Biển Đông cũng như Đông Nam Á, cùng với vị thế độc lập tự chủ, Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng với việc đảm bảo sự ảnh hưởng cũng như vị thế của các nước lớn. Mà cụ thể là trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung, Việt Nam đang ở thế bị tranh giành, lôi kéo bởi hai cường quốc này. Thế nên có lẽ từng đường đi nước bước của Việt Nam được hai cường quốc này quan sát rất kỹ. Gần đây, với một loạt các hoạt động ngoại giao kể từ khi chính thức lên nắm giữ chức Tổng Bí thư của Bác Tô Lâm, các nhà quan sát Trung Quốc đã có những bài phân tích rất sâu sắc. Và không hiểu vì yêu quý hay ghen ghét mà mới đây, Trung Quốc đã đăng tải hai bài viết nói về chuyến công du này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Một bài viết vào ngày 30 tháng 9 trên trang Baidu có tựa đề Tô Lâm thăm Mỹ trở về chưa đến 3 ngày, chuyên cơ Việt Nam lại bay lên phía Bắc, nơi đến khiến người ta ngạc nhiên. Và một bài đăng mới đây nhất đó là ngày 6 tháng 10 trên trang Tencent có tựa đề Sau khi liên tiếp thăm Trung Mỹ, lãnh đạo Việt Nam vì sao không đi Nga? Nội dung thì cả hai bài viết đều cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện một loạt chuyến công du được cho là đa phương hóa quan hệ cũng như cân bằng giữa các nước lớn. Nhưng Nga cũng là một nước lớn và cũng là bạn bè thân thiết nhưng lại chưa thấy được Việt Nam đến thăm. Vậy thì cụ thể nội dung hai bài viết này như thế nào? Nó có phản ánh đúng tình hình thực tế hay không? Lý do mà Tổng Bí thư Tô Lâm của chúng ta có thể chưa đến thăm Nga là gì? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này. Trước tiên, về bài viết ngày 6 tháng 10 trên tờ Tencent của Trung Quốc có nội dung như sau. Tân lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm gần đây có thể nói là vô cùng bận rộn. Sau khi vừa kết thúc chuyến thăm Mỹ và Cuba, ông lại nhanh chóng lên đường cho một chuyến công du mới. Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, ông Tô Lâm sẽ thăm Mông Cổ, Ireland và tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Xem ra, vị lãnh đạo Việt Nam này dự định cùng một chuyến đi để thăm hết nửa quả địa cầu. Khi nhắc đến chương trình ngoại giao ra mắt của Tô Lâm, không thể không đề cập đến điểm đến đầu tiên của ông ngay sau khi được bầu. Vào tháng 8, khi vừa đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tối cao của Việt Nam, Tô Lâm đã nhanh chóng thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc. Quyết định này được xem là một lựa chọn khôn ngoan, bởi Trung Quốc không chỉ là láng giềng gần gũi mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong chuyến thăm này, ông đã thu được nhiều thành quả quan trọng. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, nổi bật là dự án kết nối đường sắt Hà Nội với Trung Quốc. Khi dự án này hoàn thành, việc di chuyển và mua sắm hàng hóa của người Việt Nam tại Trung Quốc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược ngoại giao của Việt Nam, một tuyên bố khiến nhiều quốc gia khác không khỏi ghen tị. Tiếp theo, ông đã quyết định thăm Mỹ. Một trong những mục tiêu chính của chuyến đi này là mong muốn là Bộ Thương mại Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Nói một cách rõ ràng, ông muốn Mỹ mở cửa cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường lớn này, bởi Mỹ hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Ai mà không mong muốn gia tăng lợi nhuận từ một khách hàng quan trọng như vậy. Tuy nhiên, chuyến thăm này không hoàn toàn đạt được kỳ vọng, nhưng Tô Lâm không dễ dàng từ bỏ. Sau khi thăm Mỹ, ông đã tiếp tục đến Cuba, mặc dù chuyến thăm này khá ngắn, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cuba và Việt Nam đều thuộc phe xã hội chủ nghĩa, và lần ghé thăm này không chỉ mang tính lễ nghi, mà còn gửi gắm đi tín hiệu mạnh mẽ đến thế giới rằng anh em xã hội chủ nghĩa của chúng tôi vẫn luôn đoàn kết. Tiếp theo, Tô Lâm có chuyến thăm Mông Cổ, Ireland và Pháp nhằm thể hiện rõ nét chiến lược đa phương hóa trong ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm Mông Cổ có lẽ nhằm nghiên cứu và thảo luận về cách cân bằng lợi ích khi đứng giữa hai cường quốc lớn. Trong khi đó, việc thăm Ireland và Pháp cho thấy sự quyết tâm của Việt Nam trong việc mở rộng và phát triển mối quan hệ với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, những người quan sát tinh tế nhận ra rằng trong chuỗi hoạt động ngoại giao này lại thiếu vắng một nhân vật quan trọng, đó là Nga. Cần nhớ rằng Nga là một người bạn truyền thống của Việt Nam, vậy tại sao lại bị bỏ quên trong lần này? Thực tế, điều này không có nghĩa là Việt Nam sao nhãng quan hệ với Nga. Vào tháng 6 năm nay, ông Putin đã mời lãnh đạo Việt Nam tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít vào năm sau. Thêm vào đó, vào tháng 9 vừa qua, Việt Nam cũng đã cử Chủ tịch Quốc hội sang thăm Nga. Những động thái này cho thấy Việt Nam vẫn đánh giá cao mối quan hệ với Nga. Vậy lý do nào mà khiến Tô Lâm không thăm Nga ngay lúc này?
Có lẽ điều này phản ánh cách sắp xếp thứ tự ưu tiên trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam với 3 quốc gia, Trung Quốc, Mỹ và Nga. Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác kinh tế quan trọng, tất nhiên là đối tượng được ưu tiên. Rốt cuộc, phát triển kinh tế mới là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Trong khi đó, Nga tuy có quan hệ hợp tác quân sự mật thiết với Việt Nam, nhưng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế rất hạn chế. Như câu tục ngữ đã nói, người vợ đàm cũng không thể nấu cơm mà không có gạo. Chỉ có vũ khí thì không thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ rời sang Nga. Ngược lại, Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa các cường quốc lớn, giống như một diễn viên tạp kỹ khéo léo. Việt Nam đang tìm kiếm một chỗ đứng vững chãi giữa ba con voi Trung Quốc, Mỹ và Nga. Chiến lược ngoại giao này không thể không nói là tương đối cao minh. Tóm lại, chuỗi hoạt động ngoại giao của Tô Lâm lần này phản ánh rõ nét sự gia tăng ảnh hưởng và tham vọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ châu Á đến châu Mỹ, rồi lại châu Âu, Việt Nam đang nỗ lực mở rộng vòng tay kết nối bạn bè toàn cầu. Chiến lược ngoại giao đa phương, đa tầng này không nghi ngờ gì sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam. Vâng, đây là toàn bộ bài đăng trên trang Tencent của Trung Quốc. Trước đó thì vào ngày 30 tháng 9, trang Baidu của Trung Quốc cũng đăng tải bài viết với nội dung khi Tô Lâm vừa tiếp nhận chức vụ lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Putin đã nhanh chóng điện đàm bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mời Tô Lâm sang Nga vào thời điểm phù hợp. Trong chuyến thăm Mông Cổ, thực tế là Tô Lâm có thể dễ dàng ghé thăm Nga sau đó vì khoảng cách giữa hai nước không quá xa. Hơn nữa, ông còn có thể tận dụng chuyến bay qua Nga và Belarus để đến châu Âu. Tháng 6 vừa qua, trong lần Putin thăm Việt Nam, Tô Lâm và Putin đã có cơ hội tiếp xúc, nhưng có vẻ cả hai bên đều không vội vã. Từ phía Nga, có thông tin cho rằng chính phủ Putin hy vọng Tô Lâm sẽ thăm Nga vào dịp lễ duyệt binh, mừng chiến thắng năm sau để tăng cường thanh thế cho đất nước. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy rằng thân phận của Tô Lâm hiện đã thay đổi. Nếu ông thực hiện chuyến thăm Nga vào lúc này, chắc chắn sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ Nga-Việt và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Do đó, những chuyến thăm gần đây của Putin tới Việt Nam và các cuộc điện đàm với Tô Lâm không phải là lý do chính đáng để ông không thực hiện chuyến thăm Nga. Hiện tại, phía Việt Nam dường như không vội vàng sắp xếp cho Tô Lâm thăm Nga và có thể vì cân nhắc lợi ích. Họ cho rằng chuyến thăm này có thể mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Hợp tác giữa Nga và Việt Nam chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quân sự và năng lượng. Nga là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho Việt Nam, nhưng trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, nguồn cung vũ khí của Nga đang gặp khó khăn. Việt Nam vì thế khó có thể thông qua Nga để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân sự. Về lĩnh vực năng lượng, Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt về công nghệ và vận tải, khiến khả năng cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trở nên hạn chế. Nói thẳng ra, chuyến thăm Nga của Tô Lâm vào lúc này khó có thể mang lại lợi ích thiết thực. Hơn nữa, trong bối cảnh Nga đang có những căng thẳng với phương Tây, việc Tô Lâm thăm Nga có thể dẫn đến sự bất mãn từ phía phương Tây, từ đó ảnh hưởng đến các hợp tác vừa ký kết và có thể tạo ra những hậu quả không lường trước cho chuyến thăm châu Âu sau đó. Tổng thể, sự sắp xếp công du của Tô Lâm cho thấy mục đích cốt lõi trong chiến lược ngoại giao cây tre của Việt Nam là tận dụng vị trí địa chính trị của mình. Qua việc hợp tác với cả hai bên, Việt Nam không chỉ tìm kiếm sự ổn định bên ngoài mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế từ các nguồn lực bên trong. Mặc dù Nga và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, nhưng trong bối cảnh hiện tại, ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ đối với địa chính trị Đông Nam Á đã khiến Nga phải xếp sau hai quốc gia này trong thứ tự ưu tiên đối ngoại của Việt Nam. Thậm chí trong tương lai, Nga có thể còn xếp sau cả Pháp. Vâng, trên đây là toàn bộ hai bài phân tích bình luận của Trung Quốc cho việc vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện hàng loạt hoạt động công du đến nhiều nước thời gian qua nhưng lại chưa đến Nga. Vậy, nội dung hai bài này, nó có phản ánh đúng tình hình thực tế hay không? Nhìn chung thì những phân tích trong bài báo của Trung Quốc là có một số phần đúng với tình hình thực tế. Thế nhưng, việc họ cho rằng thứ tự ưu tiên của Việt Nam trong bộ ba cường quốc Trung Mỹ Nga thì Nga xếp sau cùng mà sau này còn xếp sau cả Pháp nữa thì điều đó là hoàn toàn không chính xác. Thứ nhất thì đúng là trình tự khi đi thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm khi mới nhậm chức có lẽ một phần nào đấy cho thấy vị trí của những quốc gia đó đối với Việt Nam. Thế nhưng có lẽ đó là sắp xếp theo thứ tự quốc gia nào có nhiều vấn đề cần giải quyết nhất thì chúng ta ưu tiên gặp gỡ làm việc đầu tiên. Đó có lẽ mới là điều chính xác nhất. Trung Quốc so với Mỹ hay Nga tất nhiên là đất nước có nhiều những mâu thuẫn cần giải quyết nhất đối với Việt Nam hiện tại. So với những quốc gia xa cách về địa lý như Mỹ và Nga thì đất nước láng giềng Trung Quốc sẽ nhận được ưu tiên hàng đầu. Người Việt Nam có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần.
Thế nên, xét về khoảng cách địa lý và khả năng ứng cứu, có lẽ vì thế mà Trung Quốc được ưu tiên là điều hết sức bình thường. Và Việt Nam muốn yên ổn phát triển thì mối quan hệ với nước láng giềng như Trung Quốc cũng phải tốt đẹp mới đảm bảo được điều đó. Chưa kể là Việt Nam hiện có nhiều vấn đề mâu thuẫn với Trung Quốc hơn cả, nhất là các vấn đề tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Mà để giải quyết những mâu thuẫn này trong hòa bình thì trước hết mối quan hệ giữa hai nước phải tốt đẹp. Láng giềng mà cứ căng thẳng với nhau như Trung Quốc và Philippines thì việc giải quyết mâu thuẫn mới thực sự là khó khăn. Quan hệ tốt đẹp thì mới cùng nhau ngồi xuống bàn bạc thống nhất được. Căng thẳng thì sẽ dẫn đến kết cục nói chuyện bằng súng ống với nhau. Chính vì vậy mà đây được cho là một phần lý do khi bắt đầu lãnh đạo đất nước Tổng Bí thư Tô Lâm của chúng ta đã chọn thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Cho thấy thiện chí muốn làm láng giềng, anh em tốt, thiện chí giúp đỡ nhau hay xa hơn là giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Còn sau Trung Quốc thì Mỹ cũng là nước được cho là có nhiều vấn đề với Việt Nam. Mối quan hệ giữa hai nước từ xưa đến nay có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều. Trong quá khứ, Mỹ và Việt Nam là hai nước cựu thù. Kể cả sau khi hòa bình được lập lại, thì Việt Nam và Mỹ vẫn còn nhiều mặt nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai bên. Bằng chứng là Mỹ cũng đã không tin tưởng Việt Nam nên đã áp lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương với chúng ta. Lệnh này mãi đến năm 2016 mới được dỡ bỏ, mà lý do dỡ bỏ của nó cũng không hoàn toàn là do Mỹ đã tin tưởng chúng ta, mà có lẽ là do Trung Quốc đang dần lớn mạnh và có thể đe dọa vị trí số 1 thế giới của Mỹ, nhất là khi Trung Quốc đang thực hiện yêu sách đường lưỡi bò tại Biển Đông. Đây mới là lý do lớn nhất cho việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam nhằm kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngoài việc này thì sự nghi ngờ của Mỹ vẫn dành cho Việt Nam còn rất lớn, khi mặc dù đã là đối tác chiến lược toàn diện của nhau hơn một năm, thế nhưng trong khi Trung Quốc và nhiều nước khác đã công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam từ rất lâu, thì Mỹ hiện nay vẫn xếp Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Cùng với đó là cho Việt Nam vào danh sách theo dõi về tự do tôn giáo. Có thể nói hai rào cản này đều đến từ nỗi lo của Trung Quốc. Mỹ cho rằng hàng hóa của Trung Quốc sẽ tuồn qua Việt Nam để tránh thuế quan của Mỹ. Hay lo rằng Việt Nam và Trung Quốc có cùng chung một thể chế chính trị sẽ còn bắt tay với nhau. Chính vì vậy mà có thể nói Trung Quốc và Mỹ là hai nước cường quốc đang có nhiều vấn đề mâu thuẫn với Việt Nam nhiều nhất. Thế nên chúng ta chọn thăm Mỹ và Trung Quốc là vì những nước này đang còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Và rõ ràng trong ba nước Trung Quốc, Mỹ, Nga thì Nga là nước ít có vấn đề với Việt Nam nhất. Như bài bình luận của Trung Quốc cũng đã nhận định rằng Nga là người anh em tốt của Việt Nam chúng ta. Thực ra, với một mối quan hệ tốt đẹp, ít có vướng mắc, thì với một lộ trình dày đặc của một tổng bí thư thì việc chưa thể đến thăm Nga sớm nhất là chuyện hết sức bình thường. Chưa kể là chúng ta đã có cuộc gặp vào hồi tháng 6 khi Tổng thống Putin sang thăm Việt Nam, hay Chủ tịch Quốc hội của ta là Trần Thanh Mẫn đã thăm Nga vào tháng 9 vừa qua, cho thấy rằng Việt Nam và Nga vẫn còn những cuộc gặp gỡ trao đổi thường xuyên với nhau. Chỉ khác ở đây là đích thân tổng bí thư của ta là bác Tô Lâm thì chưa có chuyến công du trực tiếp đến Nga mà thôi. Vậy thì lý do mà Tổng Bí thư Tô Lâm của chúng ta chưa đến thăm Nga là gì? Thực ra để nói chính xác về lý do của việc này thì chúng ta không thể nói chính xác nó là như thế nào, mà chỉ dựa vào tình hình thực tế để chúng ta có thể phân tích đưa ra một số lý do được cho là có thể phù hợp mà thôi. Như chúng ta đã nói ở trên, các chuyến đi thăm thực chất là để giải quyết công việc. Mà như chúng ta đã biết, trong các nước có lẽ Nga là nước không có vấn đề mâu thuẫn với Việt Nam chúng ta. Từ trước đến nay, Nga luôn là nước ủng hộ Việt Nam chí tình, chí lý. Nga là đối tác truyền thống rất quan trọng của Việt Nam. Trong suốt chiều dài gần 70 năm lịch sử quan hệ, nhân dân hai nước chúng ta đã cùng kề vai sát cánh, tương trợ, giúp đỡ nhau. Không có bất cứ một vấn đề gì gây trở ngại cho việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước với truyền thống uống nước nhớ nguồn. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, chí tình và hiệu quả về tinh thần và vật chất mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Liên bang Nga, đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Có lẽ ít có nước nào trên thế giới như Việt Nam có nhiều thế hệ người Việt Nam, trong đó lãnh tụ từ trung ương đến địa phương được đào tạo và học tập tại Liên bang Nga. Hiện nay, Nga cũng là một trong số ít nước có nhiều người Việt Nam sinh sống và học tập nhất. Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều ngành khác nhau. Hiện nay, Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực. Từ năm 2019, Nga đã tăng số học bổng cho Việt Nam lên khoảng 1.000 suất trên một năm. Hiện có khoảng hơn 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Liên bang Nga. Việt Nam đã cử được 1.204
đã cử được hơn 1.200 lưu học sinh du học theo diện học bổng niên khóa 2022-2023. Nga cũng là nước chuyển giao công nghệ nhiều nhất cho Việt Nam, mà gần đây nhất trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua của Tổng thống Nga Putin. Đại sứ Nga cho biết Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực điện sạch, trước hết là điện hạt nhân. Còn về vũ khí thì ai cũng biết là Nga chính là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam từ trước đến nay. Chưa kể nền chính trị của hai nước có sự tin tưởng rất cao. Chính vì vậy có thể nói Việt Nam và Nga là hai người bạn cực kỳ thân thiết, chưa có vấn đề gì mâu thuẫn trong mọi mối quan hệ từ trước đến nay. Thế thì điều này có liên quan gì đến lý do mà Tổng Bí thư Tô Lâm chưa ghé thăm Nga hay không? Thực ra thì có liên quan mạnh mẽ, đó là chuyến thăm làm việc nào của các nguyên thủ quốc gia cũng phải được đưa lên theo một lịch trình, và chuyến thăm đó phải giải quyết một vấn đề gì đó, không chỉ đơn giản là đến thăm nhau. Vì các nguyên thủ quốc gia thời gian rất bận, thế nên lý do Tổng Bí thư Tô Lâm chưa đến Nga chẳng qua là chưa có việc gì cần phải giải quyết ngay giữa hai quốc gia mà thôi. Làm gì đâu có nhiều nguyên nhân này kia giống như người Trung Quốc đã bình luận. Chẳng qua con gà tức nhau tiếng gáy, họ thấy Việt Nam đang kết băng giao với nhiều quốc gia, kể cả nhiều nước đối nghịch với họ, nên họ lấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga để bàn luận hòng chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa hai nước. Việc công du của các nguyên thủ cái chính là để giải quyết vấn đề lợi ích quốc gia và dân tộc. Còn việc anh em thân thiết lâu ngày không gặp nhau cũng không sao cả. Đã là anh em thân thiết của nhau thì sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Mấy câu nói ra nói vào làm sao lung lay được mối quan hệ đã trải qua bao sóng gió với sự giúp đỡ chí tình của cả hai nước Việt Nam và Nga đã dành cho nhau. Vâng, qua đây có thể thấy rằng đến người Trung Quốc cũng đã phải công nhận rằng chiến lược ngoại giao đa phương, đa tầng này không nghi ngờ gì sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam. Thì việc Trung Quốc lấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga ra để bài kích thì cũng không có gì là lạ. Thế nhưng Nga và Việt Nam là một mối quan hệ có độ tin tưởng rất cao. Chính vì thế mà làm cho mối quan hệ này xấu đi là quá khó với người Trung Quốc. Trong khi Việt Nam ngày càng mở rộng nhiều mối quan hệ mới, nhưng đồng thời vẫn luôn vun đắp những mối quan hệ cũ, mà điển hình như mối quan hệ với Nga sau chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam hồi tháng 6, rồi đến chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Nga hồi tháng 9, thì trong tương lai một chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga cũng là điều chắc chắn. Thế nhưng với sự đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay, có lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm của chúng ta đang phải ưu tiên giải quyết lợi ích quốc gia với hai cường quốc này xong xuôi đâu đó, rồi mới có thể thăm người bạn thân thiết là Nga được. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!